Trang méo mặt khi anh chàng đẹp trai này cất giọng hát. Sân khấu giọng ấy giọng ai lại một lần nữa náo loạn vì sự xuất hiện của vận động viên bóng rổ đẹp trai, cao ráo nhưng hát thì siêu dở. Tập 14 của chương trình truyền hình Giọng ấy giọng ai đã lên sóng vào tối 4 tháng 2. Đảm nhận vai trò khách mời trong tập thi này là ca sĩ Bùi Anh Tuấn và Thái Trinh. Thái Trinh chia sẻ cô rất vui khi lần đầu đứng trước sân khấu có các anh chị mà cô hâm mộ. Với chiến thuật mê trai đẹp, Thu Trang chọn Bùi Anh Tuấn vì theo chị giọng ca Nơi Tình Yêu Bắt Đầu là một chàng trai khéo léo và chi tiết. Còn với Ốc Thanh Vân, chị chọn Thái Trinh vì cả hai đã có dịp làm việc chung với nhau trong chương trình Người Hùng Tí Hon. Vòng 3 lộ diện. Sau 2 vòng thi đầu tiên, sân khấu giọng ấy giọng ai chỉ còn 3 thí sinh. Nhiệm vụ đặt ra cho hai đội là chọn ra đúng thí sinh hát hay. Thí sinh này sẽ song ca cùng Thái Trinh và Bùi Anh Tuấn của mỗi đội. Đội Chấn Thành chọn giọng ca ở vị trí số 1, còn đội Trường Giang chọn vị trí số 2. Riêng anh chàng bóng rổ sở hữu ngoại hình điển trai ở vị trí số 7 không được chọn nên sẽ thể hiện giọng hát của mình. Và thật may mắn khi hai đội đã không chọn trúng giọng hát thảm họa của anh chàng này. Khi nam thí sinh biểu diễn, Thu Trang và Trấn Thành Trường Giang đều méo mặt vì chịu không nổi. Thí sinh chia sẻ trước đây anh là bộ đội, mê hài và có nguyện vọng thi thách thức danh hài. Ngay lập tức, Trường Giang yêu cầu thí sinh hãy chọc cười anh và Trấn Thành. Chàng trai hài hước chia sẻ, em đâu phải trò đùa cho hai anh, khiến Trường Giang chân hững còn Trấn Thành cười khoái chí. Tiếp đó, hai thí sinh lần lượt song ca với hai ca sĩ và cả hai đều sở hữu giọng hát hay. Như vậy, Bùi Anh Tuấn và Thái Trinh cùng chia đôi giải thưởng 50 triệu đồng. Vòng 1 hóa thân. Ở vòng thi đầu tiên, hai đội thi có nhiệm vụ xem 7 đoạn clip và chọn ra ai là người hát dở. Thí sinh ở vị trí thứ 3 tự nhận mình là một đạo diễn phim hoạt hình. Trấn Thành cho rằng thí sinh hát hay vì có tố chất riêng khi dựa vào cách ăn mặc và thái độ khi nhìn vào ống kính của thí sinh. Bùi Anh Tuấn nhìn qua gương mặt cũng đồng tình với Trấn Thành. Ốc Thanh Vân và Thái Trinh cũng cho rằng thí sinh này hát hay. Thu Trang suy luận thí sinh hát hay vì đẹp có quyền. Thí sinh ở vị trí thứ 5 tự nhận mình là một stylist. Thu Trang nhận thấy thí sinh này mê thời trang, yêu nghệ thuật nên có thể hát được. Bùi Anh Tuấn nhận xét thí sinh này có chuyên môn thiên về thời trang hơn là hát. Kết quả đội Trấn Thành chọn số 5 và đội Trường Giang chọn số 3. Sự thật được phơi bày khi thí sinh số 3 hát cực hay ca khúc Anh Cứ Đi Đi của nữ ca sĩ Harry Won, còn giọng ca số 5 phá hit Bad Boy của nữ ca sĩ Đông Nhi. Vòng 2 siêu diễn. Trong vòng 2, các thí sinh còn lại sẽ lần lượt bước ra sân khấu hát nhép. Hai đội chơi sẽ theo dõi và chọn ra ai là người hát hay. Giọng ca bí ẩn số 4 thể hiện màn hát nhép kết hợp với vũ đạo qua ca khúc Hai Cô Tiên. Thu Trang nhận thấy thí sinh hát như đang trả bài. Trấn Thành phát hiện thí sinh phát âm khó khăn chữ S và chữ D nên tự dự đoán bạn này chỉ có thể là diễn viên. Giọng ca số 7 nhép bản hit Chắc Ai Đó Sẽ Về của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Trường Giang đánh giá hát hay, Bùi Anh Tuấn nhận thấy thí sinh hát khá chắc nhịp phách nhưng cách hòa vào bài hát thì không có. Trấn Thành cho rằng bạn này có nhịp trong người nhưng chưa chắc hát hay. Cuối cùng, thí sinh ở vị trí số 7 nhép ca khúc Đếm Ngày Xa Em khiến ban bình luận cũng khá căng não để dự đoán. Đội Trấn Thành chọn thí sinh ở vị trí số 6, còn Trường Giang chọn giọng ca ở vị trí số 4. Kết quả cả hai thí sinh đều có giọng ca thảm họa. Tặng quà sinh nhật cho Trấn Thành, nhưng ai cũng choáng khi nhìn lời chúc của Harry Won. Fan đọc đến dòng tâm huyết Harry Won gửi cho ông xã, chắc cũng phải giật mình. Các fan đều biết ngày 5 tháng 2 là sinh nhật của nam danh hài Trấn Thành. Năm nay, ngoài hàng nghìn lời chúc đến từ fan hâm mộ, thì có lẽ món quà và lời chúc sinh nhật đặc biệt nhất đối với Trấn Thành chính là từ bà xã Harry Won. Nữ ca sĩ mua tặng Trấn Thành một chiếc bánh kem sinh nhật, kèm lời chúc đơn giản nhưng không kém phần ngọt ngào, chúc mừng ông xã. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả vì Harry Won còn kỳ công viết lời chúc ấn tượng và hài hước đúng với tính cách của cô nàng. Thưa chồng, đây là lần thứ hai vợ đón sinh nhật cùng chồng. Vợ rất vui, vợ cảm ơn anh xuất hiện trên trái đất vợ sinh sống. Chồng hãy sống vui vẻ vì có vợ vui tính. Chồng phải giữ gìn sức khỏe vì vợ anh sẽ sống rất lâu. Chồng hãy hạnh phúc vì con vợ sẽ ở bên cạnh.
Chồng hãy tự tin vì vợ sẽ luôn cổ vũ chồng. Chồng là tất cả, chồng là hơi thở của vợ, em yêu anh. Đọc đến đây, có lẽ các fan đang ra sức ngưỡng mộ tình cảm ngọt ngào, nồng cháy của cặp vợ chồng mới cưới. Thì xem xuống đoạn cuối thì ai cũng phải tá hỏa ngay lập tức với dòng BS hoặc mùi bạo lực của Harry Won. Đọc thư xong mà coi thường vợ là chết với tao. Để Trấn Thành không hốt hoảng mà bỏ chạy mất dép, Harry lại tiếp tục đổi giọng nịnh nọt chồng bằng câu nói yêu lắm ăn xin. Lời chúc bá đạo của nữ ca sĩ khiến các fan bò lăn bò cười, còn Trấn Thành cũng phải chụp ảnh để tố cáo lên trang cá nhân. Có con vợ nào tặng quà bá đạo vậy không? Fan nhận định rằng tính cách lầy lội, tưng tửng và hài hước của Harry chắc chắn là sản phẩm của ông xã Trấn Thành. Cặp vợ chồng nghịch ngợm nhưng cũng hết sức đáng yêu, khiến ai nấy đều cảm thấy ngưỡng mộ. Hot blogger đình đám Ruby, một người bạn thân thiết với cặp vợ chồng, cũng vô cùng thích thú với lời chúc của Harry và ngay lập tức phải chia sẻ cùng các fan. Kiều nữ Ngọc Lan đã sinh con trai nặng 4kg sau 36 tiếng đồng hồ đau đẻ ở Mỹ. Mới đây, diễn viên Thanh Bình hạnh phúc cho biết vợ anh Kiều nữ Ngọc Lan đã sinh con trai nặng 4kg tại một bệnh viện ở Mỹ. Em bé được đặt tên là Lôi Yêu Nguyễn. Vì nặng tới 4kg nên con trai Ngọc Lan Thanh Bình được các bác sĩ ở bệnh viện gọi là Big Boy. Hiện tại Ngọc Lan đã lấy lại sức khỏe sau khi sinh con. Cả gia đình Ngọc Lan vô cùng hạnh phúc vì có thêm thành viên mới. Con tên Louis Nguyễn, sau khi con đã làm ba mẹ lo lắng suốt hơn 36 tiếng đồng hồ trong bệnh viện, đến nỗi mẹ con đã phải chích thuốc giảm đau trước một ngày, còn ba con thì thức trắng đêm để chăm sóc cho mẹ. Nhưng vào lúc 8 giờ tối ngày 4 tháng 2, 2017, con đã không làm cho mẹ đau nhiều nữa, con đã được vị bác sĩ vô tính đưa con ra khỏi bụng mẹ. Vì con nặng tới 4kg, nên có cô phụ tá gọi con là Big Boy. Thương mẹ lắm, mẹ chịu đau để sinh thường chứ không sinh mổ. Lúc đó con chỉ kịp e vài tiếng để chào thế giới rồi thôi. Con giỏi lắm, vừa e xong là con mở mắt luôn, nên con đã thấy nước mắt của mẹ và ánh mắt yêu thương của ba. Lúc đó tay ba nắm chặt tay mẹ, con hạnh phúc vì con biết là ba và mẹ yêu thương nhau nhiều lắm. Thanh Bình cũng tiết lộ thêm, chứng kiến con trai chào đời, anh nhớ lại khoảnh khắc khi mẹ anh sinh em gái út và anh mong con trai sau này sẽ biết yêu thương mọi người để đền đáp lại sự yêu thương của cả gia đình. Giờ có thêm con nữa chắc chắn là sẽ còn hạnh phúc hơn nữa. Con mới chào đời được gần một ngày tuổi thôi, nhưng con nghe ba mẹ nói con may mắn lắm. Được nhiều người yêu thương, được nhiều người chăm sóc, nên ba mẹ dặn con lớn lên phải biết yêu thương trân trọng, biết kính trên nhường dưới, biết đúng biết sai và phải giỏi giang chịu khó như các ông bà ngày trước. Rồi ba kể con nghe chuyện mà lúc ba mới 10 tuổi, mà chứng kiến bà nội sinh cô Út. Lúc đó bà nội chỉ có một mình, bà nội sinh cô Út tại nhà mà không hề có thuốc gì cả. Ba nói nhớ và khen bà nội nhiều lắm. Con xin gửi lời chào đến tất cả ông bà, các cô chú, các anh, chứ chưa chắc có em đâu. Một lời chúc sức khỏe dồi dào và một năm mới ngập tràn niềm vui. Nhật ký newborn của con tạm kết tại đây, con sẽ viết tiếp tập tiếp theo vào lúc khác nha. Công Vinh Thủy Tiên, thân ai nấy lo khi hành hương ở Nepal. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dịp đầu xuân, vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên đã tới miền đất Phật Nepal. Mới đây, Thủy Tiên và Công Vinh cùng chia sẻ những hình ảnh du xuân, lễ chùa ở Nepal. Cựu tuyển thủ quốc gia chia sẻ, hai vợ chồng đi bộ liên tục suốt thời gian ở Nepal. Mới đi 54 vòng nhiều tháp rồi, còn 54 vòng nữa, đi chắc hết khoảng 8 tiếng đi bộ, vì mỗi vòng gần 1 km, anh cho hay. Hai vợ chồng mặc đồ đôi tạo dáng tại Nepal. Nữ ca sĩ cho biết, khi tới vùng đất Phật, họ có những trải nghiệm riêng, không giống các chuyến du lịch thông thường. Đối với cô, chuyến đi này cũng giống khi trở về quê hương. Đầu năm về đất Phật như được trở về quê hương, đến nơi, hai vợ chồng cầu nguyện xong rồi mạnh ai nấy đi. Tu khi nào xong thì gặp nhau, vì có yêu nhau đến mấy. Đến lúc chết ai cũng buộc phải đi một mình, nên khi tu thì thân ai nấy lo. Ở nơi này ai cũng vô cùng hạnh phúc, cô viết. Cô trải nghiệm một tập tục cầu may mắn dịp đầu xuân tại Nepal. Dịp Tết cổ truyền năm 2015, Thủy Tiên cũng tới Nepal dù không có chồng đi cùng. Ở nơi này, người dân họ ý thức cái chết sẽ đến bất kỳ lúc nào, của cải tạo ra nhiều không mang theo được, nên già trẻ trai gái.
Họ mỗi ngày cầm chổi hai lần và niệm rồi lại sám hối những tội nghiệp, chướng của mình, cô cho hay. Công Vinh trong lần đến Đức Phật cùng vợ, anh vừa lên chức chủ tịch câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu năm, anh còn khá nhiều việc phải làm với đội bóng. Khi thành tích của tân binh trên bảng xếp hạng khá thấp, vợ chồng Công Vinh thường xuyên ăn chay thả phóng sinh trong những năm qua. Trước đó, hai người dành thời gian đón Tết Đinh Dậu bên gia đình và bạn bè. Thủy Tiên cho biết, vợ chồng cô tự tay sửa soạn lễ cúng giao thừa, gia tiên trong 3 ngày Tết.